Xin chào các anh chị nhà đầu tư. Trong khuôn khổ cập nhật kết quả kinh doanh của các cái doanh nghiệp hàng đầu năm 2021 thì hôm nay tôi sẽ cập nhật kết quả kinh doanh của 3 ngân hàng lớn rất triển vọng trong năm 2021 cũng như là các năm sau đó, bao gồm các cổ phiếu Sacombank của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thương Tín, STB. Thứ hai là cổ phiếu VPB, VPB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, và thứ ba là ngân hàng MBB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Thì sau đây thì tôi sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là ngân hàng Sacombank, mã chứng khoán là STB. Thì nội dung trình bày của tôi với ba ngân hàng này gồm có 3 phần. Đầu tiên là tổng quan về các mảng kinh doanh. Thứ hai là đánh giá về các cái chỉ số tài chính cũng như là cái nội tại của các ngân hàng. Và thứ ba là định giá và cái câu chuyện của các cái cổ phiếu đó. Thì đối với tổng quan về các mảng kinh doanh của STB, Sacombank thì tín dụng mang tới 68% trong cái cơ cấu kết quả kinh doanh. Thì đối với tín dụng thì chúng ta thấy rằng là cái đầu vào CASA của STB đạt 22%, cũng tăng trưởng khá mạnh. Giá vốn huy động của STB thì vẫn tương đối cao, trong các ngân hàng là 3,7%. Thì tương đối cao đây thì nó có hai hàm ý. Một là cái vị thế của STB thực sự là chưa được khẳng định, chưa được ở trên tầm cao. Thứ hai, nếu doanh nghiệp này, nếu ngân hàng này tái cơ cấu tốt thì đây là một cái cơ hội để giảm cái giá vốn rất rất tốt đối với ngân hàng này. Còn đầu ra của STB, NIM đạt 2,7%. Nếu mà so với trung bình thì cũng thấp hơn, và so với các cái ngân hàng hàng đầu đạt 5%, thì có thể nói này, NIM của STB khá là khiêm tốn. Thì chúng ta có hai vấn đề ở đây. Nếu ngân hàng này mà tương lai có thể trở lại tốt hơn, mạnh mẽ hơn, thì rõ ràng cái dư địa NIM tăng trưởng của họ còn rất cao. Nhưng nếu mà họ không bứt phá được thì cho thấy một cái sự yếu kém trong lâu dài. Đó, thì chúng ta cần phải đánh giá kỹ vấn đề này. Tiếp theo là mảng dịch vụ mang lại 25% lợi nhuận. Thì trong đó có các cái phần như là bán ca, tức là bán bảo hiểm, hay là các cái dịch vụ thanh toán vân vân của STB. Thì nhìn chung đối với ngân hàng này có mảng dịch vụ có tỷ lệ lợi nhuận cũng khá cao. Nhưng chúng ta cần phải xét đó là trên cái tổng thể lợi nhuận của ngân hàng này không cao, thế thành ra dịch vụ tỷ lệ nó mới cao. Còn nếu tính trung bình thì tôi thấy rằng là cái sự khai thác dịch vụ của ngân hàng Sacombank này vẫn ở mức trung bình, chưa được thực sự là xuất sắc. Nếu trong tương lai họ mà có thể cải thiện được thì sẽ được đánh giá rất cao. Thì đấy là một cái dư địa còn có thể tăng trưởng. Bên cạnh đó, lợi nhuận từ các cái mảng khác thì nó mang lại khoảng 7%, thì nó không đáng kể, khá nhỏ. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái kết quả kinh doanh của Sacombank các năm qua. Thì chúng ta có thể thấy rằng ngân hàng Sacombank từ khi sát nhập ngân hàng Phương Nam vào, và các cái cựu lãnh đạo của Sacombank dính vào vòng lao lý, thì khiến cho ngân hàng này đã lao đao rất nhiều. Thì sau đó thì đã được ông Dương Công Minh, nguyên chủ tịch của Liên Việt Bank, sang làm chủ tịch của STB và điều hành ngân hàng này. Thì từ đó trở đi thì ngân hàng này cũng có những cái sự tiến triển nhất định. Tuy nhiên nó vẫn chưa thể bằng so với cái sự đi lên của ngành ngân hàng nói chung, nhưng mà nó cũng ghi nhận những cái sự tích cực nhất định. Còn về kết quả kinh doanh, chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Đầu tiên là về tăng trưởng lãi thuần từ năm 2017 đến 2021 cũng khá tốt. Thì 2021 đâu đó tăng trưởng có 4% rồi, rất thấp. Điều này là nguyên nhân đến từ cái việc do cái Covid xảy ra, đặc biệt ở khu vực miền Nam, nơi đóng trụ sở chính của Sacombank. Thì nó khiến cho cái ngân hàng này không thể gia tăng được cái NIM, khiến cho cái thu nhập lãi thuần của nó có cái sự tăng trưởng khá thấp. Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này cũng thấp hơn so với trung bình một chút. Đó. Tuy nhiên thì tăng trưởng từ thu nhập dịch vụ của ngân hàng này cũng có cái sự tiến triển khá tốt, khi nó tăng trưởng trung bình là cao hơn. Rồi là tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của ngân hàng này thì đang có được những cái sự tích cực. Ngoài cái việc là năm 2020 khá chậm khi tăng trưởng 9%, thì các cái năm gần đây đều tăng trưởng rất tốt. Ví dụ như 2017 tăng trưởng hơn 1.000% từ cái mức rất thấp của 2016. 2018 thì tăng trưởng 52%. 2019 tăng trưởng 37%. 2021 tăng trưởng 27%. Thì lợi nhuận sau thuế của ngân hàng này tăng trưởng như vậy
thì chúng tôi đánh giá ở mức khá ổn trong cái bối cảnh Covid rất phức tạp ở miền Nam, nơi đặt trụ sở chính của ngân hàng. Đó thì thu nhập lãi thuần của nó thì quay lại nó khá kém do cái việc là nó chưa giảm được cái giá vốn của nó, trong khi giá cho vay ra có sự điều chỉnh nhất định và ảnh hưởng bởi Covid. Đúng không? Tuy vậy thì chúng ta tôi nhìn chung về cái ngân hàng này là cũng đang dần dần có những cái sự tích cực trong cái kết quả kinh doanh. Còn để mà xác định ngân hàng này có hấp dẫn hay không thì chúng tôi phải xem xét và đánh giá trong tương lai 2022, 2023 và các năm tiếp theo, liệu ngân hàng này có tích cực, có phát triển mạnh mẽ, có tận dụng được cái sự trở lại hay không. Thì tiếp theo là đánh giá về có một cái phần người ta rất chú ý, đó là cái lượng trái phiếu VAMC của ngân hàng này. VAMC của ngân hàng này thì nó đang hiện tại ở mức khá cao, nhưng mà nó đã giảm rất mạnh từ mức khoảng 40.000 tỷ, hiện nay còn dưới 20.000 tỷ. Thì để mà xử lý được xong cái VAMC này thì sẽ là một cái cơ hội cất cánh rất mạnh mẽ cho cái ngân hàng Sacombank. Tiếp theo là chúng ta sẽ đánh giá cái phần tài chính của Sacombank, nhìn chung chi tiết hơn về các cái chỉ số. Đầu tiên là về tài sản, thì đây là các cái chỉ số phòng thủ. Nợ xấu của Sacombank cũng có một cái sự diễn biến rất tích cực từ khi có chủ tịch mới. Nếu như năm 2017 thì nợ xấu lên đến 4,7% thì hiện nay còn có 1,5% năm 2021. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng này cũng được tăng lên đáng kể. Nếu như 2017 thì bao phủ có 30% thì đến 2021 đã lên đến hơn 100% rồi. Thì cũng là nằm top trên trung bình về cái bao phủ nợ xấu rồi. Có thể thấy là ngân hàng này cũng tăng cường cái việc trích lập rất mạnh mẽ để thận trọng trong cái việc kết quả kinh doanh. Lãi và phí phải thu trên tổng tài sản còn có 1,9% thôi. Nó trở về cái mức gần bình thường rồi. Thì trước đó là 6,7%. Nó cho biết rằng là đó là các cái khoản liên quan đến các khoản vay của chủ cũ và ngân hàng chưa thu hồi được. Thì dần dần thì ngân hàng này cũng đang xử lý và thu hồi được rất nhiều và trở lại mức gần bình thường rồi. Với đòn bẩy tài chính của ngân hàng này thì nó có sự tăng lên từ 2019-2020 là 17 lần, nhưng mà 2021 cũng lại điều chỉnh trở lại mức 15 lần. Đây là một mức vẫn còn cao. Thì tôi nói lại, cái mức đòn bẩy này càng thấp càng tốt, thể hiện cái sự vững chắc của ngân hàng. Thì 15 này vẫn còn khá cao so với trung bình là khoảng độ 12-13 lần của toàn ngành. Nhưng mà nếu mà cái ngân hàng này xử lý được nợ xấu tốt, mọi thứ cải thiện thì nó còn giảm mạnh hơn nữa. Tuy nhiên nếu nhìn qua đánh giá trọng tâm vấn đề này thì cho thấy nó đã có sự cải thiện rất mạnh. Thì chất lượng tài sản nhìn chung của STB đã cải thiện rất mạnh mẽ. Chúng tôi đánh giá là rất mạnh mẽ, đúng không ạ? Qua các chỉ số ở phía trên. Tiếp theo là về các cái tài sản, các cái nhóm nợ, phần đánh giá các cái nhóm nợ xấu, đúng không ạ? Thì ở đây tổng nợ xấu của ngân hàng này năm 2021, cho dù Covid rất mạnh nhưng mà nó vẫn duy trì được bằng năm 2019-2020, chứ không hề tăng một chút nào cả. VAMC thì rất đáng chú ý. Đây là cái khoản nợ xấu mà chờ xử lý, khoanh vùng lại, thì năm 2017 lên đến 43.267 tỷ. Thì đến nay chỉ còn 23.727 tỷ mà thôi. Về dự phòng nợ xấu VAMC thì rất lớn, rất nhiều. Điều này cho thấy đã ngân hàng này đã xử lý được rất nhiều rồi. Và trong tương lai nó xử lý nốt cái khoản này thì nó có thể có cơ hội hoàn nhập một cái khoản lợi nhuận cũng tương đối từ ngân hàng. Đúng không ạ? Còn tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng của ngân hàng này cũng có một cái sự tăng trưởng lên rất mạnh mẽ, khiến cho CASA nó cũng đạt 22%, tức là một mức trên trung bình một chút. Còn số lượng nhân viên thì ngân hàng này duy trì trong 5 năm qua là không đổi. Chủ yếu là 5 năm qua là tái cơ cấu lại và ổn định sản xuất mà thôi. Còn tăng trưởng tín dụng, cho dù là gặp rất nhiều khó khăn từ cái việc nợ xấu rất lớn, nhưng mà tăng trưởng tín dụng của Sacombank đâu đó thấp hơn trung bình có chút thôi. Nó vẫn duy trì được mức tăng trưởng trung bình khoảng 11% trong 5 năm qua. Còn tỷ lệ bao phủ nợ xấu cụ thể của ngân hàng này cũng rất tốt, đã đạt đến 0,7 lần. Rất tốt luôn. Tỷ lệ bao phủ VAMC của nó cũng đang tăng dần. Đó. Mặc dù trong cái quá khứ, cái chất lượng tài sản của Sacombank rất kém, nhưng nó vẫn duy trì được cái mức độ tăng trưởng tín dụng của mình để có thể giữ
phần nào cái vị thế về quy mô cho vay của STB trên thị trường. Thì hiện nay cái quy mô tín dụng của STB thì nó tương đương với MBB, tương đương với ACB và tương đương với Techcombank. Techcombank chứ nó chưa bị bỏ xa. Nó vẫn là một trong những ngân hàng gọi là top đầu về quy mô ở thị trường Việt Nam. Tiếp theo về cái hiệu quả kinh doanh, chúng ta có thể thấy cái tỷ lệ chi phí của Sacombank cũng đang dần được kiểm soát xuống còn 5-6%, khá thấp. Rồi là giá vốn huy động của nó thì trước đó rất cao, thì bây giờ tuy vẫn còn cao là 3,7% nhưng cũng đã có sự suy giảm. Nguyên nhân đến từ cái việc giá vốn chung trên thị trường giảm. Ngoài ra còn CASA của Sacombank tiếp tục tăng trưởng một cách đều đặn từ năm 2017 đến năm 2021, đã đạt 22%, tức là mức nhỉnh hơn trung bình một chút. Về NIM của Sacombank thì thực sự là cũng có sự tăng trưởng nhưng chưa phải là ở một cái mức cao. Thì chúng tôi kỳ vọng cái NIM này sẽ có thể được tăng trưởng trong năm 2022-2023 khi mà ngân hàng này tái cơ cấu và xử lý nợ xấu một cách tốt hơn. Tiếp theo là về cái hiệu quả kinh doanh. Thì lợi nhuận từ dịch vụ trên tổng thu nhập thì nó có một cái sự tăng trưởng cũng rất tốt và duy trì mức 25%, tức là top những cái ngân hàng có mức cao. Lợi nhuận các khoản còn lại trên tổng thu nhập thì nó có chỉ chiếm 8% thôi, lợi nhuận khác, cho thấy là nó cũng khá là tập trung. Rồi là ROAE thì nó đã có sự tăng trưởng trở lại, tuy chưa phải ở mức cao nhưng cũng đạt được 11%. Thì đó là có cái sự tăng trưởng tiến bộ. Lợi nhuận trước thuế trên nhân viên thì cũng có sự tăng trưởng trở lại khá ổn, nhưng nó vẫn ở mức rất rất thấp. Thì đây là những cái dư địa nếu ngân hàng này xử lý tốt có thể tăng. Thì thu nhập từ dịch vụ vẫn tương đối tốt, đúng không? Lợi nhuận trước thuế trên nhân viên thì đang được cải thiện, là một cái cơ hội để tăng trưởng trong tương lai. Tiếp theo, đó chính là về cái kết luận về cái tình hình tài chính của Sacombank. Thì chất lượng tài sản tuyệt đối thì chưa được tốt nhưng có sự cải thiện rất mạnh mẽ, với cái VAMC đã giảm một nửa sau 5 năm qua, đúng không? Nợ xấu giảm, CASA thì tăng, vân vân. Nó cho thấy một cái sự tích cực trở lại của Sacombank rồi. Và để đánh giá về các cái câu chuyện là những cái trọng tâm của Sacombank thì chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo. Đó. Thì ở trên đây là liên quan đến cái hình định giá. Thì nếu xét trên góc độ đơn thuần định giá thì PE của Sacombank đâu đó nó khoảng 19 lần, nó là một mức không rẻ. PB nó lên mức 2 lần, tức là cũng thuộc dạng mức cao trong vòng hơn năm qua, thì nó cũng không rẻ, đúng không? Rõ ràng là không rẻ, không rẻ. Nhưng mà AZFIN vẫn đánh giá đây là một ngân hàng cũng tương đối tốt. Tốt như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đánh giá những cái yếu tố riêng biệt, nó không giống như đánh giá ngân hàng thông thường. Đó là cái câu chuyện liên quan đến xử lý được cái nợ xấu. VAMC dự kiến là trong năm 2022 này sẽ xử lý dứt điểm cái vấn đề này liên quan đến nhóm các cổ đông cũ. Thì hiện nay nó được đảm bảo bằng chính hơn 30% cổ phiếu Sacombank và có giá thị trường rất cao. Có giá thị trường lên đến gần 20.000 tỷ. Thì do đó chúng tôi thấy rằng cái việc xử lý cái VAMC này đã được đề xuất lên cơ quan nhà nước rồi. Nếu được thông qua sớm thì rõ ràng cái lô Sacombank có thể đem ra đấu giá với giá khá cao và giúp ngân hàng này thu hồi được một cái lượng vốn rất lớn cho vào kinh doanh. Bên cạnh đó thì cái việc hoàn nhập từ những cái dự phòng VAMC này là một điều có thể xảy ra. Và chúng tôi kỳ vọng rằng cái lượng tiền hoàn nhập cũng không hề nhỏ đâu. Thì nó giúp cho tăng vốn chủ sở hữu rất lớn từ cái hoàn nhập VAMC này, và giúp cho cái hệ số K của ngân hàng này sẽ được cải thiện mạnh, từ đó có được cái sự tăng trưởng trong tín dụng tốt và tăng trưởng kết quả kinh doanh tốt. Tiếp theo, với cái việc các cái ngân hàng khác họ đã liên tục tận dụng các cái cơ hội của thị trường để tăng vốn những năm qua, tăng quy mô để có thể nâng tầm và phát triển mạnh mẽ hơn, thì Sacombank có vốn chủ sở hữu hiện tại thì tương đối khiêm tốn, đâu đó chỉ bằng một nửa, gần một nửa, chưa bằng một nửa so với VP Bank và Techcombank, bằng nhỉnh hơn một nửa so với MBB và chỉ bằng 2 phần so với ACB thôi. Thế do đó cái nhu cầu tăng vốn nó là rất bức thiết. Và khi phát hành tăng vốn ý, thì nó sẽ làm cho cái PB
tức là cái định giá của cái cổ phiếu này trở lên thấp hơn. Thấp hơn rất nhiều. Đặc biệt là Sacombank vẫn còn nguyên cơ hội để có thể bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài với cái giá cao hơn, từ đó thu được nhiều cái thặng dư vốn hơn. Và từ những cái yếu tố trên, nó sẽ cải thiện K và cải thiện kết quả kinh doanh rất nhiều. Bên cạnh đó, đó là cái câu chuyện liên quan đến Sacombank có thể có những cái ông chủ mới vào cái ngân hàng này, thông qua cái việc họ có thể mua được toàn bộ cái lô cổ phiếu của VAMC bán đấu giá ra. Về mặt nguyên tắc thì các cái cổ đông tổ chức thì không được phép sở hữu quá 20%, quá 20% của ngân hàng. Thế do đó là cái lô hơn 30% kia thì có thể là họ có thể phân ra nhiều đầu mối để họ đấu giá. Nhưng mà cái việc mua được cái phần đó và sở hữu được cái ngân hàng mà có quy mô tín dụng lên đến 500.000 tỷ là một điều gọi là rất hấp dẫn đối với các cái đại gia ở Việt Nam. Thì từ những cái câu chuyện trên thì nó dẫn đến cái định giá PB của Sacombank có thể giảm xuống rất sâu khi mà phát hành thêm vốn, khi mà hoàn nhập VAMC, khi mà bán vốn cho đối ngoại. Nó tạo lên một cái sự hấp dẫn nhất định. Và cái câu chuyện của Sacombank ấy, nó là một cái câu chuyện của một ngân hàng từ xấu trở thành tốt. Nó phù hợp với những nhà đầu tư theo các cái game, theo các cái câu chuyện. Đúng không? Và nó có nền tảng hỗ trợ là định giá cổ phiếu ở mức hấp dẫn. Thì về cái khuyến nghị của STB trong cái báo cáo chiến lược của AZFIN Việt Nam đã phát hành vào ngày 29 tháng 12 năm 2021 cho năm 2022, thì giá cổ phiếu Sacombank lúc ấy khoảng 28.5. Thì mục tiêu của chúng tôi đưa ra cho năm 2022 là từ 36 đến 42 là cái mục tiêu tương đối hợp lý đối với cái câu chuyện Sacombank này. Còn nếu mà nó xử lý nợ xấu được sớm và nó tìm được cái việc đối tác để phát hành cổ phiếu sớm, tăng vốn để đáp ứng hoạt động kinh doanh, thì hoàn toàn Sacombank có thể chạy trước cái kết quả kinh doanh của 2023. Từ đó định giá cổ phiếu Sacombank có thể cao hơn so với mức 36-42. Thì quý vị hãy lưu ý như thế. Đó là về cái cổ phiếu Sacombank. Thì tôi xin tổng kết lại như sau. Sacombank thì cái cơ cấu thu nhập của nó thì tín dụng vẫn chiếm chủ yếu 68%. Dịch vụ thì 25% tương đối cao, mà khác thì không đáng kể. Và đây là một cái ngân hàng có chất lượng tài sản kém. Phải nói là kém, không phải khá kém. Nhưng nó có sự cải thiện rất mạnh mẽ trong các năm qua. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng nếu nhanh chóng thì trong năm 2022 thì Sacombank sẽ xử lý được toàn bộ VAMC. Từ đó nó trở thành một ngân hàng bình thường, thậm chí là một ngân hàng tương đối tốt. Và thứ hai, về chất lượng tài sản thì đang được cải thiện rất mạnh mẽ. CASA thì được nâng cao, dư địa để tăng trưởng lợi nhuận của Sacombank có thể nói là một trong ngân hàng còn dư địa lớn nhất. Từ cái việc NIM vẫn còn thấp, có thể gia tăng. Giá vốn đang cao nhưng mà có thể xuống thấp nhờ cái việc CASA tăng. Cũng như là cái việc thu hồi được thêm cái tiền từ VAMC bổ sung cho nguồn vốn kinh doanh rất tốt. Thì chúng tôi lưu ý, ví dụ nó thu hồi được khoảng độ 20-30 ngàn tỷ chẳng hạn, thì riêng cái việc sinh lời thêm khoảng 10% một năm thì cũng có thêm đôi 3 ngàn tỷ. Chứ chưa nói đến các cái hoạt động khác nữa. Về định giá của Sacombank thì Sacombank sẽ trở nên hấp dẫn hơn khi có cái câu chuyện hoàn nhập được VAMC, hoặc là bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài, hoặc nâng vốn của cái ngân hàng này lên đáp ứng nhu cầu hoạt động. Rồi là cái việc đổi chủ, thì khi có những cái ông chủ mới thì có những cái nguồn năng lượng mới, năng lực mới để có thể thúc đẩy phát triển cái ngân hàng này tốt. Thì cái ngân hàng Sacombank phù hợp đối với những nhà đầu tư mà đầu tư theo cái câu chuyện từ xấu thành tốt của cái ngân hàng này. Và mục tiêu như chúng tôi đề ra cho năm 2021, từ ngày 29 tháng 12 năm 2021, đó là mục tiêu giá từ 36-42. Tuy nhiên nếu mà ngân hàng này tiến triển và phát triển tốt, hoàn toàn mục tiêu về giá có thể tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên cái mức thận trọng thì như chúng tôi nêu là 36-42. Và chỉ sau có hơn một tháng vừa qua nó đã đạt mục tiêu rồi. Có những buổi nó đã lên đến định giá 36.7.8 rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng đến với việc cập nhật kết quả kinh doanh một ngân hàng có thể nói là cũng rất đáng chú ý. Cũng từ cái mức khó khăn xấu của cái Covid năm 2021 sẽ có thể trở lại rất tốt và mạnh mẽ năm 2022. Thì đó là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Thì chúng ta sẽ đi từng phần. Đầu tiên là tổng quan về các cái mảng kinh doanh.
thì tín dụng nó mang lại kết quả kinh doanh lên đến 78% của ngân hàng này. Thì đầu vào của nó là CASA cũng đang được tăng mạnh với mức 22%. Giá vốn huy động thì là đang ở mức khá cao, 4%. Nguyên nhân là do giá vốn huy động của VP Bank cao, một phần lớn đến từ FE Credit, giá vốn huy động khá cao khiến cho giá vốn chung của ngân hàng này cao. Đầu ra thì cái NIM của ngân hàng này là 7,9%, cao nhất ngành. Cũng lại nhờ cái việc FE Credit có thể cho vay ra cao hơn, tức là cái tín dụng tiêu dùng đấy ạ. Còn dịch vụ thì đóng góp đâu đó hiện tại có 9%. Tuy nhiên chúng tôi kỳ vọng rằng trong tương lai ngắn cái mảng dịch vụ này sẽ có thể tăng trưởng rất mạnh mẽ. Rất mạnh mẽ. Thì một trong những cái hành động vừa rồi của cái ngân hàng này đó là họ thúc đẩy cái việc bán bảo hiểm rất tốt. Họ sẽ ký kết độc quyền với một bên bán bảo hiểm. Bên cạnh đó thì cuối năm 2021 vừa rồi, VP Bank cũng công bố là họ mua cái công ty chứng khoán ASC, mua gần 100%. Thì để định hướng đưa cái công ty chứng khoán này theo cái hướng gọi là ngân hàng đầu tư IB, giống như các cái công ty chứng khoán của Techcombank hay là công ty chứng khoán của Tiên Phong Bank. Thì kỳ vọng rằng với cái tập khách hàng mạnh mẽ, uy tín và vị thế VP Bank rất lớn, thì cái công ty chứng khoán đó sẽ mang lại những cái kết quả tích cực từ năm 2022 đến năm 2023. Tiếp theo là cái cơ cấu của VP Bank. Thì ngoài cái ngân hàng mẹ là chủ chốt điều hành cái hoạt động tín dụng thì còn có hai công ty con. Một là công ty con FE Credit vay tiêu dùng tín chấp, đúng không ạ? Thì cái công ty này hiện nay thì VP Bank đã bán 49%. Bán 49% và còn sở hữu 50% của cái công ty này. Thì công ty này hoạt động trong một cái lĩnh vực được đánh giá là thị trường rất tiềm năng, do nhu cầu của người tiêu dùng rất lớn, vay tín chấp rất mạnh. Đó, rồi là thu nhập của giới trẻ gia tăng, rồi là cái phong cách sống của giới trẻ cũng gia tăng, cũng thay đổi khác hẳn. Họ sẽ tiêu dùng nhiều hơn, thậm chí tiêu trước trả sau. Do đó FE Credit còn cái cơ hội tăng trưởng rất tốt trong tương lai. Rồi tiếp theo là FE Credit thì lại thấu hiểu văn hóa tiêu dùng Việt Nam. Do đó họ có được cái hoạt động rất hiệu quả trong những năm qua. Rồi họ rất năng động trong việc ứng dụng công nghệ vào cái hoạt động kinh doanh của mình. Thì chính vì thế cho nên FE Credit hiện nay chiếm tới khoảng gần 50% thị phần của cái mảng vay tiêu dùng tín chấp này. Và 2021 vừa rồi bị ảnh hưởng Covid, thành ra lợi nhuận của cái đội này nó âm cơ. Tuy nhiên 2022-2023 trở lại thì lợi nhuận hoàn toàn có thể quay lại mức 4-5 ngàn tỷ, thậm chí tăng cao hơn một năm trong tương lai. Mảng công ty thứ hai, công ty con thứ hai đó là công ty chứng khoán VP Bank. Thì tên trước đó của nó là ASC. Thì nó sẽ tập trung vào cái mảng IB, tức là ngân hàng đầu tư, bao gồm đó là tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu, cung cấp trái phiếu cho VP Bank bán cho khách hàng. Mảng này thì rất tốt, VP Bank có tập khách hàng rất lớn. Chúng ta thử nhìn sang Techcombank Security thì nó mang lại lợi nhuận tới hơn 3.000 tỷ một năm. Trong đó liên quan đến IB thì nó cũng phải khoảng độ hơn 2.000 tỷ rồi. Rồi là thiên hướng là quản lý tài sản, quản lý tài chính cá nhân. Rồi họ cũng sẽ đẩy dỡ mạnh môi giới rất nhiều để tăng cường cái việc cho vay margin, cho vay ký quỹ. Thì cái việc cho vay margin công ty chứng khoán có thể nói là cái NIM thì rất cao. NIM nó có thể lên đến 7-8%, nhưng mà rủi ro thì nó gần như bằng không. Rất tốt. Đó là cũng là một mảng rất màu mỡ mà VP Bank có thể khai thác. Thì trên đây là cái cơ cấu tổ chức của VP Bank. Tiếp theo là chúng ta thấy rằng tổng kết lại thì VP Bank có thu nhập chính từ tín dụng. Dịch vụ thì chiếm rất nhỏ và chúng tôi kỳ vọng trong tương lai sẽ tăng mạnh trở lại. Năm 2021 thì VP Bank có thương vụ bán vốn 49% FE Credit, thu về hơn 23.500 tỷ lợi nhuận trước thuế, tương đương với hơn 1 tỷ đô lợi nhuận trước thuế. Đó thì nó cung cấp lại bổ sung cái nguồn vốn cho VP Bank rất mạnh. Thì về kết quả kinh doanh của cái ngân hàng mẹ và cái công ty con FE Credit, quý vị lưu ý công ty chứng khoán thì vừa mới mua cuối 2021, thành ra chưa đóng góp gì cả. Của riêng ngân hàng mẹ thì lợi nhuận rất tích cực, đạt 11.924 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng tới 60.16%. Thì trong cái bối cảnh mà công ty con FE Credit đang yếu dần đi,
thì ngân hàng mẹ đang nổi lên rất mạnh mẽ từ cái hoạt động kinh doanh cốt lõi và đóng góp chính. Và chính vì thế cho nên cái tăng trưởng lợi nhuận nó lên đến hơn 60%. Có thể nói là cao top đầu trong những ngân hàng hàng đầu, cao hơn cả Techcombank, MVB. Đó, so với cái mức lợi nhuận có hơn 7.000 tỷ năm 2020 thôi. Tuy nhiên cái FE Credit nó lại âm 116 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nó giảm tới 103,91% so với mức mà 2.969 tỷ của năm 2020. Thì nó đã kéo lùi cái sự tăng trưởng của ngân hàng này nói chung. Thì chúng ta cần phải bóc tách kỹ để xem vì sao VPBank năm vừa rồi lợi nhuận tăng trưởng nó lại thấp hơn các ngân hàng khác. Đúng không? Vì sao nó thấp hơn? Đó là vì FE Credit nó bị ảnh hưởng rất nặng. Chính vì thế làm cho cái ngân hàng nói chung tăng trưởng không quá mạnh. Tuy vậy thì sau khó khăn thì FE sẽ lại là cái doanh nghiệp bật trở lại mạnh mẽ nhất. Từ đó nó có thể khiến cho cái ngân hàng này tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận rất tốt trong năm 2022. Tiếp theo, về cái kết quả kinh doanh của VPBank qua các năm. Thì về thu nhập lãi thuần của nó thì nó có sự tăng trưởng rất mạnh từ năm 2017 đến 2019. Từ 2020 đến 2021 tăng trưởng rất thấp. Do như tôi đã có trao đổi đó là FE Credit 2 năm qua chứng kiến Covid rất mạnh mẽ, khiến cho cái việc tăng trưởng này rất thấp. Tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ của ngân hàng này thì tương đối tốt, ổn định. Đúng không? Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế thì có sự suy giảm trong những năm gần đây. Tuy nhiên đó là cái khó khăn rất lớn của Covid, đặc thù của cái cho vay tín chấp tiêu dùng. Thì lợi nhuận sau thuế 2021 tổng kết lại tăng trưởng có 13% thôi. Thu nhập lãi thuần 2 năm gần đây tăng trưởng kém khoảng 6%. Thu nhập từ dịch vụ vẫn ở mức tốt trên 2%. Nhưng mà kỳ vọng rằng trong cái tương lai 2022, khi mà chúng ta đã xác định sống chung với Covid và bình thường hóa mọi hoạt động, thì cái sự tăng trưởng trở lại của VPBank sẽ rất mạnh mẽ, không hề kém một chút nào. Đúng không? Về đánh giá cái chất lượng tài sản của cái ngân hàng mẹ trước, thì về nợ xấu của ngân hàng mẹ thì đây cũng vẫn là một cái ngân hàng có cái nợ xấu khá cao, 2%, nhưng nó đã có sự giảm mạnh từ 2017 xuống còn 2% 2021. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu nó lên đến cũng tăng rất mạnh được, lên đến 0.8 lần. Tỷ lệ đòn bẩy của ngân hàng mẹ phải nói cực thấp, còn có 6 lần. Thì đây là ngân hàng có cái tỷ lệ đòn bẩy thấp nhất hệ thống cùng với Techcombank. Từ đó cho thấy là cái hệ số K của nó công bố khả năng cao sẽ cao nhất hệ thống, cao hơn Techcombank, có thể đạt khoảng 16-17%. Khi đó thì VPBank sẽ được cấp các cái hạn mức tăng trưởng tín dụng của năm 2022, 2023 và các năm tiếp theo rất mạnh mẽ. Từ đó làm cái động lực tăng trưởng và phát triển cho ngân hàng này tốt trong tương lai. Đúng không? Còn tỷ lệ bao phủ nợ xấu về cái nợ xấu cụ thể của ngân hàng thì nó cũng tương đối tốt, đã có sự tăng trưởng trở lại, cao rồi. Tiếp theo là về cái nợ xấu chung hợp nhất của ngân hàng thì là 4.5%. Thì đóng góp chủ yếu đó là FE Credit tăng nợ xấu rất nhiều. Thì chúng ta quay lại cái slide ở phía trên, có thể thấy nợ xấu của ngân hàng mẹ còn có 2%, nhưng mà nợ xấu của cả ngân hàng hợp nhất thì lại tăng lên 4.5%. Đúng không ạ? Tỷ lệ bao phủ nợ xấu thì đang cải thiện rất tốt. Rất tốt. Thì cái vấn đề nợ xấu chúng tôi kỳ vọng 2022 kinh tế trở lại thì FE sẽ giảm xuống, thì tỷ lệ nợ xấu có thể thấp xuống. Bên cạnh đó cái tăng trưởng tín dụng sẽ mạnh, nhanh, thì nó sẽ đóng góp nhiều hơn làm nợ xấu thấp xuống. Đúng không ạ? Tổng lãi và phí phải thu của ngân hàng này thì ở mức khá thấp, đã trở lại mức khá thấp rất tốt rồi. Thì nợ xấu tăng là trong một nền kinh tế khó khăn. Đó, thì VPBank vẫn còn cái dư địa để có thể tăng trưởng rất tốt trong thời gian tới. Tiếp theo là đánh giá về cái tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này thì luôn cao hơn tăng trưởng tín dụng trung bình của thị trường. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng đang tăng trưởng. Đúng không ạ? Thì VPBank là một ngân hàng có chất lượng tài sản thì không phải quá tốt, nhưng cái tăng trưởng tín dụng vẫn cao hơn trung bình và họ tấn công rất mạnh. Thì cái thời gian 2018-2021 đó chính là thời gian để VPBank nhìn lại cái sự phát triển của mình. Từ đó có những cái
chiến lược, có những kế hoạch mới để có thể bứt phá trở lại từ 2022. Và Zfin rất tin vào cái điều đó. Cái tỷ lệ chi phí thu nhập, chi phí hoạt động của VPBank có thể nói là thấp nhất hệ thống, đang giảm rất mạnh. Họ đang làm rất tốt việc này. CASA thì họ tăng khủng khiếp, và nó sẽ góp phần làm giảm chi phí vốn trong tương lai, đúng không ạ? Đó, làm giá vốn huy động đây, nó đã giảm rất mạnh rồi. Trong tương lai chúng tôi kỳ vọng nó còn giảm thấp hơn nữa. Còn về NIM thì nó đang ở mức rất cao, nó có sự điều chỉnh, và trong tương lai chúng tôi nghĩ rằng NIM nó cũng sẽ vẫn tiếp tục điều chỉnh nữa, do cái ngân hàng mẹ ngày càng gia tăng quy mô hơn, FE ngày càng giảm cái vị thế đóng góp vào hơn, đúng không ạ? Tiếp theo là về cái thu nhập từ hoạt động dịch vụ thì nó khá thấp, nhưng nó đang được chú trọng và tăng trưởng trở lại. Thu nhập và các khoản còn lại thì nó khác đấy, trên tổng thu nhập thì nó cũng ở mức thấp. ROAE của cái ngân hàng này là rất cao, rất cao. Năm 2021 sở dĩ nó thấp này vì nó vừa mới thu một cục tiền từ cái việc bán FE thì nó thấp thế, còn thực tế nó rất cao, nó lên đến khoảng 23-24% cơ. Lợi nhuận trước thuế nhân viên thì cũng tăng trưởng cải thiện rất mạnh. Đúng không ạ? VPBank vẫn mang đặc trưng của một cái ngân hàng là lấy công bù thủ, nhưng mà cái công nó đang ngày càng chắc chắn hơn và cái thủ nó cũng sẽ dần ổn định hơn. Tiếp theo là chúng ta cùng đánh giá về cái định giá. Thì về PE của ngân hàng này khoảng 13 lần, nó là một mức tương đương trung bình của ngành ngân hàng. PB thì khoảng 2 lần. Nhìn chung toàn ngành thì rõ ràng định giá nó không phải là quá hấp dẫn. Nhưng cái câu chuyện của nó trong 2022 và các năm tiếp theo, AZFIN vẫn đánh giá hấp dẫn. Là vì sao? Chúng ta cùng tìm hiểu. Đó là bán câu chuyện bán vốn có thể bán 15% vốn cho nước ngoài. Thì cái tiền thu hồi được hoàn toàn có thể đạt trên 35.000 tỷ. Và lợi nhuận sau thuế năm 2022 chúng tôi kỳ vọng nó tăng trưởng trên 50%, có thể đạt 18.000 tỷ. Trên 50%. Và chúng tôi đánh giá nó có thể là ngân hàng to có tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất ở Việt Nam. Thì PB của nó đâu đó, nếu mà bán vốn xong thì PE forward còn 1.39 lần. Như vậy là một cái mức PB thấp nhất trong hệ thống, trong những cái ngân hàng hàng đầu của hệ thống. Đó, thì ngân hàng này chúng tôi đánh giá đang có nhiều biến chuyển, từ cái việc rất xấu, nền rất xấu của 2020-2021. PB của nhóm ngân hàng hàng đầu thì khoảng 2 lần, đúng không ạ? Nhóm nhỏ khoảng 1.7 lần. Và VPBank forward cho thế là rất thấp. Thì VPBank là ngân hàng top trên, nhưng đang được bán với giá nhỏ hơn, thấp hơn so với nhóm trung bình cơ. Và định giá hợp lý cho 2022, chúng tôi cho rằng VPBank xứng đáng giá từ 45 đến 55 ngàn đồng. Thì VPBank rất phù hợp với việc các nhà đầu tư cả trung hạn và dài hạn. Với trung hạn là các cái câu chuyện là bán vốn với giá cao, rồi FE Credit sẽ trở lại mạnh mẽ trong năm 2022, thì cổ phiếu này xứng đáng cả trung và dài hạn. Tiếp theo là tôi sẽ trình bày cập nhật kết quả kinh doanh về một ngân hàng mà được rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư trong năm 2022 này, với những cái kỳ vọng rất mạnh mẽ. Đó là ngân hàng quân đội, ngân hàng thương mại cổ phần quân đội MBB. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi vào cái hệ sinh thái của MB. Thì MB được đánh giá là một cái ngân hàng có cái hệ sinh thái đầy đủ và toàn diện nhất ở Việt Nam hiện nay, với đầy đủ các cái công ty con có các cái hoạt động liên quan. Ví dụ như là MB Security, tức là công ty chứng khoán MB, thì MB sở hữu tới 79,42% của công ty chứng khoán này. Và công ty chứng khoán này là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam và đang có cái sự tăng trưởng và phát triển rất mạnh mẽ. Ngoài ra thì nhờ việc sở hữu một công ty chứng khoán rất hấp dẫn, thì MB hoàn toàn có thể bán bớt một phần vốn của MB Security để thu lại được những khoản lợi nhuận khổng lồ. Rồi tiếp theo là MB cũng sở hữu một cái công ty quản lý quỹ là MB Capital, với cái việc sở hữu lên đến 90,77%. Thì với việc là hiện nay không được phép mở các cái công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ mới, thì rõ ràng sở hữu được cái công ty này là một cái lợi thế rất tốt trong cái việc phát hành, phát triển các cái lĩnh vực liên quan đến quản lý tài sản cho các nhà đầu tư. Rồi tiếp theo, MB cũng sở hữu cái công ty tín dụng tiêu dùng 50%. Đó là công ty tín dụng tiêu dùng FM Credit kết hợp với đối tác Nhật. Thì đây là một cái công ty có cái sự phát triển cũng rất mạnh mẽ trong những năm qua. 2021 là một điều rất đặc biệt, cho dù bất
chấp khó khăn thì cái công ty này cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Thì 2022, khi cái kinh tế trở lại, người dân trở lại, có thu nhập tốt, thì em credit hứa hẹn sẽ có sự tăng trưởng bứt phá rất tốt. Bên cạnh đó thì đặc biệt MB sở hữu cho mình cái hệ sinh thái gồm hai cái công ty bảo hiểm đầy đủ. Đó là công ty bảo hiểm Phi Nhân Thọ MIC. MIC thì công ty này có chi nhánh và trụ sở ở tới trên 50 tỉnh thành cả nước, có sự tăng trưởng rất mạnh mẽ trong cái lĩnh vực bảo hiểm Phi Nhân Thọ, và MB nắm tới 68,37%. Thì cái câu chuyện MB cũng có thể bán vốn một phần với công ty bảo hiểm MIC này để thu được một cái lượng tiền rất lớn, Rồi tiếp theo là công ty bảo hiểm MB Agit Life. Thì MB nắm 61%, kết hợp với các cái đối tác Thái Lan và đối tác Agit. Thì đây là một công ty bảo hiểm nhân thọ trẻ, năng động và có sự tăng trưởng phát triển cũng rất tốt trong những năm qua. Thì từ đây có thể thấy rằng ngân hàng này có một cái hệ sinh thái rất mạnh mẽ. Nếu họ khai thác tốt cái hệ sinh thái này, không những nó mang lại cái kết quả rất tốt cho tập đoàn nói chung, mà nó còn tạo ra cái sự trải nghiệm khách hàng vô cùng tuyệt vời đối với ngân hàng này. Tức là khi khách hàng nhảy vào đây thì họ sẽ không đi đâu khỏi cái hệ sinh thái này. Tức là ngân hàng này đã cung cấp đầy đủ các cái dịch vụ thế, tạo lên cái sự trung thành nhất định cho khách hàng đối với cái tập đoàn MB. Và chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết hơn từng phần. Tổng quan về các mảng kinh doanh của MB trong 2021 thì tín dụng chiếm 71%, dịch vụ 12%, còn lại là khác. Thì với cái đầu vào CASA của MB tăng trưởng rất mạnh, nó lên đến 48-49%. Còn 45% ở đây chúng tôi đưa vào đó là chưa tính cái tiền ký quỹ, ký cược. Nhưng mà nếu tính vào thì nó là 48-49%. Thì giá vốn huy động của MB là thấp thứ 3 hệ thống, chỉ sau Techcombank và Vietcombank thôi, thì là 2,5%. NIM đầu ra thì rất cao, 5,4%, là top những ngân hàng có NIM cao nhất. Hệ sinh thái của nó thì toàn diện, các cái mảng khác thì đóng góp thì không đáng kể. Đó, thì kết quả kinh doanh ở trên đây chúng tôi minh họa điều đó. Nếu như năm 2018 lợi nhuận từ các công ty con chỉ có 500 tỷ thôi, chiếm chưa đến 10%, thì đến năm 2021 lợi nhuận công ty con đã chiếm tới khoảng 14-15% và đạt 1.667 tỷ, tức là tăng hơn 100% so với năm 2020. Từ đó nó cho thấy cái hệ sinh thái các công ty con đã bắt đầu phát huy tác dụng rất tốt rồi. Và cái tiềm năng tăng trưởng của nó phải nói còn rất mạnh mẽ nữa. Về kết quả kinh doanh chung của MB các năm qua, chúng ta có thể thấy thu nhập lãi thuần thì nó tăng trưởng thuộc dạng rất ấn tượng. Năm 2021 còn tăng trưởng từ 29% cơ. Tăng trưởng từ hoạt động dịch vụ thì về cơ bản là tương đối ổn định. Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế thì xuất sắc. Năm 2021 tăng tới 54%. Thì lợi nhuận sau thuế tăng mạnh mẽ như vậy, cùng với cái việc thu nhập lãi thuần và hoạt động dịch vụ đều ở mức tăng tốt, thì đây là một cái ngân hàng chúng tôi đánh giá là có cái sự toàn diện thuộc dạng nhất hệ thống. Và chúng ta lưu ý rằng ở trên kia có một cái dòng gọi là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Thì MB luôn tăng cái chi phí dự phòng rủi ro tín dụng này rất mạnh mẽ, từ đó làm cho cái kết quả kinh doanh của nó trở nên rất chắc chắn và thận trọng. Nếu mà cái ngân hàng này trong tương lai họ sẽ giảm cái dự phòng thì nó cũng đã đủ làm cái lợi nhuận của ngân hàng này tăng thêm rất mạnh mẽ nữa rồi, đúng không? Tiếp theo là về cái tình hình tài chính của ngân hàng này. Thì nợ xấu của ngân hàng này phải nói là một trong những ngân hàng xuất sắc nhất hệ thống, với nợ xấu đã thấp rồi lại còn giảm thấp nữa. Năm 2021 này còn giảm hơn so với 2020 bất chấp Covid, còn có 0,9%. Trong khi cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng này, nếu như 2017 chỉ có 100% thì đến nay đã lên đến 270%. Phải nói là cao thứ hai hệ thống chỉ sau ngân hàng Vietcombank. Nó cho thấy cái kết quả kinh doanh của nó rất thận trọng. Lãi và phí phải thu của nó rất thấp. Đòn bẩy tài chính của nó thì đang giảm rất mạnh, làm cho cái hệ số K nó tăng cao. Từ đó được ngân hàng nhà nước sẽ ưu tiên cho tăng trưởng tín dụng. Đó. Còn nếu mà tính ngân hàng mẹ thì trích lập lên đến 400%. Phải nói là một cái sự rất thận trọng và còn rất nhiều dư địa để ngân hàng này có thể tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai. Trên đây là một số các cái chỉ số. VAMC thì hết rồi, Dự phòng nợ xấu thì tăng rất mạnh, rất cao. Chúng ta có thể thấy năm 2021 tuy tỷ lệ nợ xấu nó thấp hơn so với 2020,
Nợ xấu thì 3.268 tỷ bằng với nợ xấu năm 2020 3.247 tỷ. Nhưng mà dự phòng nợ xấu nó đã tăng gấp đôi, từ 4.354 tỷ lên 8.756 tỷ rồi. Phải nói tăng rất mạnh mẽ. Trong đó chủ yếu là tăng cái dự phòng cụ thể, tức là tăng cái dự phòng cho cái đống nợ xấu ấy, từ 2.206 tỷ lên 6.167 tỷ. Tăng gần gấp 3 lần. Nó cho thấy nó một sự an toàn rất lớn trong cái ngân hàng này. Còn về cái nhân viên của họ thì tương đối ổn định, nhưng mà cái thu nhập lại tăng rất mạnh. Nó cho thấy cái sự ứng dụng công nghệ vào cũng rất cao. Đó, tăng trưởng tín dụng của MBB thì luôn cao hơn thị trường rất nhiều. Năm 2021 chúng tôi đánh tính nó lên đến 23%. Trong khi tăng trưởng chung có hơn 12,9% rồi, tức là nó gần gấp đôi thị trường. Bao phủ lợi xấu thì rất lớn. Đúng không ạ? Ngoài ra có một điều rất đáng chú ý nữa và nhiều người quan tâm. Đó là tăng trưởng tín dụng 2022 chúng tôi kỳ vọng MB có thể đạt từ 30 đến 35 thậm chí cao hơn. Nhờ vào việc họ có nhận tái cơ cấu ngân hàng Ocean Bank này. Ocean Bank, nhưng mà nhận tái cơ cấu ở đây nó không phải hợp nhất vào ngân hàng cho vào báo cáo tài chính mà nó là một thực thể riêng. Thì MB phụ trách cái việc vực dậy cái ngân hàng kia. Thì để bù lại thì có thể là được tăng trưởng tín dụng cao hơn nữa. Đó là một cái cơ hội để MB có thể vươn lên số 1, khẳng định số 1 trên cái các cái ngân hàng ngoài quốc doanh về cái quy mô tín dụng của mình. Đó. Tiếp theo là về các cái hiệu quả kinh doanh. Tỷ lệ chi phí thu nhập, chi phí hoạt động của MB đang có sự cải thiện và giảm rất tốt. Nó cho thấy cái hiệu quả của nó ngày càng cao. Như chúng ta thấy vừa rồi nhân sự của MB không tăng, nhưng mọi thứ thì đều tăng. Nó cũng góp phần làm cái chi phí ra. Ứng dụng công nghệ tốt. Đúng không ạ? Tiếp theo là về cái CASA của MB có thể nói là rất cao. Cao thứ hai hệ thống chỉ sau Techcombank thôi. Và cao hơn cả Vietcombank rất nhiều và cao hơn gấp 2 lần so với trung bình toàn ngành. Thì CASA tức là cái huy động vốn không kỳ hạn. Lãi suất nó rất thấp, có không phải mấy đâu. Nó làm cho cái giá vốn của MBB cũng giảm rất mạnh, còn có 2,5% cho 2021. Tức là cái ngân hàng có giá vốn huy động thấp thứ 3 hệ thống. Từ đó có thể làm lean của MB gia tăng và đạt tới 5,4%. Tức là cao trong top 3 hệ thống, top 2, top 3 hệ thống, chỉ sau VP Bank thôi. Thì MBB kiểm soát chi phí rất tốt. CASA thì tăng mạnh do nhiều lợi thế. Cũng giống như là cái sự biến đổi trong cái thói quen của khách hàng. Họ để tiền mặt ngày trước thì bây giờ họ để tiền ở tài khoản nhiều hơn. Đó. Thì có thể nói là chỉ số hiệu quả của MB rất tốt. Rất xuất sắc luôn. Đúng không? Tiếp theo là về cái lợi nhuận từ dịch vụ. Thì nó vẫn chưa phải ở mức cao. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng với cái việc phát triển mạnh mẽ cái hệ sinh thái thì trong tương lai lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ sẽ có thể tăng lên. Còn ROAE tức là hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu của cái ngân hàng này chắc là đứng thứ 3 hệ thống, rất cao. Nó cùng với các ngân hàng như là VIB, Tiên Phong Bank, Vietcombank, ACB là những ngân hàng có lợi nhuận trên vốn cao nhất. Có lợi nhuận trước thuế trên mỗi nhân viên chúng ta có thể thấy có một cái sự bứt phá gọi là thần kỳ. Từ 700 triệu năm 2020 lên tới 1.075 triệu năm 2021. Tức là tăng tới hơn 50% trên mỗi nhân viên. Cho thấy cái hiệu quả sử dụng nhân viên của họ rất cao. Nó đang đi lên rất mạnh. Đúng không? Thì đây là một cái ngân hàng có cái hiệu quả chắc là tính chung lại không ngoài top 3 ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam được. Đúng không? Tiếp theo về cái vấn đề định giá thì MB hiện nay PE đâu đó 10 lần. PB thì khoảng độ 2.1 lần. Nếu ở mức hiện tại thì không phải là quá hấp dẫn ở mức bình thường. Nhưng dự phóng cho một năm tới thì đây lại là một cái mức định giá rất hấp dẫn với cái kỳ vọng tăng trưởng cho 2022 rất cao. Tóm lại những cái câu chuyện của MB như sau. Thì cái chất lượng tài sản của MB thì rất tốt, hiệu quả kinh doanh thì rất cao. Ngoài ra có thêm các câu chuyện như là nhận tái cơ cấu ngân hàng Ocean Bank để từ đó có thể được ngân hàng nhà nước cho cái hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn.
Rồi hệ sinh thái của MB đang phát triển rất toàn diện, hiệu quả. Toàn diện thì nhất Việt Nam, còn hiệu quả thì đang tiến dần, đang nâng dần hiệu quả. Thì làm có thể làm cái mảng dịch vụ của cái ngân hàng này tốt hơn, giúp cho cái sự trung thành của khách hàng lớn hơn. Và thứ ba là có sự tái tạo lớn trong cái văn hóa công ty. MB lột xác từ cái một cái ngân hàng gọi là chậm, ngân hàng nặng mông, trở thành một cái ngân hàng rất năng động về hoạt động kinh doanh. Nắm bắt các cái xu hướng tốt, ứng dụng công nghệ mạnh mẽ, đi đầu trong cái việc trải nghiệm khách hàng. Đó. Thì kết luận MB là một cái ngân hàng toàn diện, chất lượng tài sản tốt, hiệu quả kinh doanh cao. Đặc biệt 2021 thì cái trích lập dự phòng ngân hàng mẹ lên 400%, cùng với việc năm 2022 được cấp tăng trưởng tín dụng cao, thì có thêm nhiều sự thay đổi trong văn hóa. Thì chúng tôi cho rằng lợi nhuận sau thuế thuộc đồ cổ đông công ty mẹ năm 2022 có thể đạt từ 16.900 tỷ đến 18.800 tỷ. Tức là ngân hàng này có thể tăng trưởng từ 33,1% đến 48,07%. Lợi nhuận thì PE forward cho cái ngân hàng này khoảng từ 6,8 đến 7,4 lần. PB forward là khoảng 1,55 lần. Thì kết luận nó là một cái mức định giá rất hấp dẫn đối với một ngân hàng hàng đầu và có sự tăng trưởng mạnh mẽ như MB. Mạnh mẽ như MB. Đó. Đó. Thì trên đây là những đánh giá của AZFIN Việt Nam về kết quả kinh doanh của ba ngân hàng. Thứ nhất, STB là một ngân hàng từ xấu trở lên tốt, rất phù hợp cho đầu tư các cái câu chuyện trung hạn. Trung hạn. Và mục tiêu của STB trong báo cáo chiến lược của AZFIN Việt Nam đưa ra là từ 36 đến 42 ngàn đồng. Còn với VP Bank cũng gần tương tự STB, nhưng nó có cái sự biến chuyển rất mạnh mẽ từ cái việc thu được rất nhiều tiền từ việc bán FE Credit, từ đó tạo ra cái nguồn vốn rất mạnh mẽ cho VP Bank có thể được tăng trưởng và phát triển tín dụng rất mạnh trong 2022. Bên cạnh đó thì VP Bank sẽ có thể bán 15% cho đối tác Nhật Bản, thu về tối thiểu khoảng 35 ngàn tỷ, giúp cho cái vốn chủ sở hữu của VP Bank có thể trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam, vượt qua Vietcombank về vốn chủ sở hữu, nâng cao cái hệ số an toàn vốn K, giúp cho ngân hàng này đi bền, đi chắc trong tương lai, cũng như mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực khác. Ví dụ như là mua công ty chứng khoán, để từ đó làm dày cái hệ sinh thái, tăng cái sự gắn kết của khách hàng. Và định giá của VP Bank thì là khoảng độ 45 đến 55 ngàn đồng trong năm 2022. Và ngân hàng này lại rất phù hợp đầu tư cả trung hạn lẫn dài hạn. Và thứ ba là ngân hàng MB là một cái ngân hàng có thể nói là toàn diện nhất Việt Nam, với cái hệ sinh thái đầy đủ nhất Việt Nam, gồm 5 công ty con, bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tín dụng tiêu dùng và 2 công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Bên cạnh đó thì cái sự biến chuyển trong văn hóa doanh nghiệp của MBB rất mạnh mẽ. Nó giúp cho cái ngân hàng này hướng đến cái sự năng động, ứng dụng công nghệ mạnh mẽ, giúp cho tăng trưởng cao. Ngoài ra ngân hàng này còn là một ngân hàng rất thận trọng trong cái vấn đề ghi nhận lợi nhuận. Nó tạo cái dư địa cho tương lai có thể tăng trưởng và phát triển tốt. Và đặc biệt trong 2022 thì MB có thể nhận lại tái cơ cấu ngân hàng Ocean Bank, từ đó được ngân hàng nhà nước ưu tiên cho tăng trưởng tín dụng cao hơn, cũng là một cái động lực để giúp cho MBB có thể vươn lên chính thức là ngân hàng số 1 Việt Nam về cái quy mô tín dụng. Quy mô tín dụng tức là ngân hàng quy mô tín dụng lớn nhất ấy, tức là ngoài 4 cái ngân hàng hàng đầu ra. Thì về MBB thì định giá cho 2022 của nó rất hấp dẫn cho đầu tư, với cái việc là tăng trưởng lợi nhuận từ 33 đến 50%. Thì MBB lại rất phù hợp với đầu tư trung hạn và rất rất dài hạn đều được. Thì trên đây là những cái cập nhật kết quả kinh doanh năm 2021 của AZFIN Việt Nam về ba ngân hàng Sacombank, VP Bank và MB Bank. Thì chúc quý vị có được những cái nội dung kiến thức hữu ích để có thể đưa vào quyết định đầu tư của mình. Xin chào, hẹn gặp lại ở những cái nội dung tiếp theo.